Các kịch bản ở giải Gaza sau lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Hamas và Israel Sau 7 tuần, cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hamas ở Gaza đã tạm dừng trong 4 ngày theo thỏa thuận vừa đạt được. Một số kịch bản có thể xảy ra sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời này có hiệu lực từ 7 giờ ngày 24 tháng 11, tức 12 giờ trưa theo giờ Việt Nam. Kịch bản đầu tiên là thỏa thuận ngừng bắn có thể được duy trì rất tốt, được cả hai bên tôn trọng. Ông Abos Hamayes giảng viên Đại học bz bờ tây cho biết theo kịch bản này các tù nhân và con tin được trao đổi viện trợ nhân đạo không chỉ được đưa đến miền nam gaza như trong vài tuần qua mà còn có thể vào miền bắc gaza Tuy nhiên theo ông Sami Hamdi, giám đốc điều hành International Interest, công ty phân tích rủi ro chính trị chuyên về Trung Đông, mặc dù viện trợ nhân đạo sẽ được hoan nghênh nhưng lệnh ngừng bắn cũng sẽ đặt ra câu hỏi nên làm gì với miền Bắc Gaza vì nơi này phần lớn không có người Palestine do họ đã di tản gần hết về phía Nam. Ông Hamdi nói với Al Jazeera, sẽ có những tiếng nói ngày càng lớn yêu cầu rằng những gia đình Palestine này phải được phép quay trở lại phía Bắc Gaza mặc dù quân đội israel đã phát cảnh báo dân palestine không được về miền bắc nhưng việc tạm dừng giao tranh là cứu cánh cho nhiều người palestine đây là cơ hội để họ lấy lại sức lực và đưa mọi người ra khỏi đống đổ nát theo ông Hamdi, việc trao trả con tin có thể mang lại một chiến thắng nhỏ về mặt quan hệ công chúng cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi ông đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ gia đình, các con tin. Nhưng chính áp lực quốc tế và áp lực của các gia đình đã buộc nhà lãnh đạo Israel phải chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn sau nhiều tuần, từ chối các thỏa thuận tương tự. Do đó, ông Hamdi cho rằng áp lực quốc tế sẽ rất quan trọng để đảm bảo rằng cả hai bên duy trì thỏa thuận ngừng bắn, trong đó các tham nhân phương Tây đặc biệt quan tâm đến việc duy trì ổn định trong khu vực để nền kinh tế và thị trường dầu mỏ không trở nên quá biến động. Lệnh ngừng bắn được kéo dài nếu áp lực quốc tế thành công hoặc nếu Hamas đồng ý trả tự do cho thêm con tin, thì có khả năng lệnh ngừng bắn không chỉ được duy trì mà còn kéo dài hơn 4 ngày đầu tiên lên tới khoảng 3 tuần. Ông Hamer cho rằng cả hai bên có thể tận dụng thời gian tạm lắng lâu hơn trong giao tranh này để dưỡng thương, sắp xếp lại binh sĩ và thu thập thông tin tình báo cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Israel cũng có thể nhân thời gian tạm dừng để dò tìm các đường hầm của Hamas. Đây là điều mà họ vẫn chưa thực hiện. Theo ông Hamer, mặc dù Israel ra tín hiệu rằng họ không có ý định kết thúc cuộc chiến với Hamas, nhưng nước này cũng có thể muốn tạm dừng lâu hơn vì chiến tranh đang làm kiệt quệ nền kinh tế và ảnh hưởng đến du lịch. Trong khi đó, Israel có thể tăng cường các cuộc tấn công vào bờ Tây khi mặt trận Gaza tạm lắng. Ít nhất 226 người đã không qua khỏi và trên 2.750 người bị thương ở bờ Tây kể từ ngày 7 tháng 10. Lệnh ngừng bắn bị phá vỡ các nhà phân tích cho biết kịch bản trái ngược với hai kịch bản trên là phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn, trong đó Israel có nhiều động cơ để phá vỡ thỏa thuận này hơn Hamas. Hamas không muốn mất uy tín với các nhà hòa giải, trong khi tình hình đối với thường dân Palestine quá nghiêm trọng khiến nhóm này muốn có một thời gian tạm ngừng giao tranh. Trong khi đó về phía Israel, ông Netanyahu đã không đạt được mục tiêu chiến lược nào mà ông tuyên bố khi bắt đầu các hoạt động quân sự và điều đó buộc ông phải tiếp tục cuộc chiến ông Hamdi nhận định thủ tướng israel chưa tiêu diệt được quan chức cấp cao nào của hamas ông ấy chưa quét sạch được hamas ở gaza nhưng hamas và các đồng minh trong khu vực sẽ không xem nhẹ nếu israel phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn hamas sẽ bắn tên lửa vào israel để đáp trả và khả năng căng thẳng leo thang dần dần trên nhiều mặt trận của cuộc chiến cũng có khả năng Hamas phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn. Nếu như vậy, Hamas sẽ không chỉ khiến phương Tây phẫn nộ, mà còn có thể sẽ khiến Israel đẩy mạnh cuộc chiến cả từ trên không và trên bộ. Dù vậy, ông Hamdi cho rằng các đồng minh trong khu vực của Israel vẫn sẽ thận trọng và sẽ nỗ lực theo đuổi giảm leo thang xung đột. Con đường kết thúc cuộc chiến Trong khi đó, ông Hamdi cho rằng các quan chức Israel lo cuộc trao đổi con tin này về cơ bản là một nỗ lực nhằm lôi kéo Israel vào một lệnh ngừng bắn lâu dài. Do đó, Thủ tướng Netanyahu đã đảm bảo rằng các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục sau lệnh ngừng bắn. Ngày 23 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Eastern Joas cũng tuyên bố cuộc chiến sẽ tiếp tục trong ít nhất 2 tháng nữa sau khi kết thúc thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, áp lực quốc tế về lệnh ngừng bắn đang gia tăng. Đó là quan điểm của đa số tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm BRICS hồi đầu tuần này. Tổng thư ký Liệp Quốc Antonio Guterres cũng đã kêu gọi ngừng bắn nhân đạo. Về triển vọng chấm dứt cuộc chiến, ông Hamer cho rằng thỏa thuận ngừng bắn hiện nay mở ra cơ hội cho các động thái và giải pháp ngoại giao, tiến tới khả năng chấm dứt một cuộc xung đột đẫm máu. Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 4 ngày giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas chính thức có hiệu lực từ 7 giờ ngày 24 tháng 11 theo giờ địa phương, tức 12 giờ theo giờ Hà Nội. Đây là lần ngừng bắn đầu tiên sau gần 7 tuần xung đột giữa hai bên. Theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả nhóm con tin đầu tiên trong ngày 24 tháng 11 và hàng viện trợ sẽ được đưa vào Gaza. Trước đó hai bên nhất trí rằng ít nhất 50 con tin bị Hamas giam giữ và khoảng 150 người Palestine đang bị giam giữ ở Israel sẽ được trả tự do trong 4 ngày ngừng bắn, thỏa thuận giữa Israel và phong trào Hamas do Qatar làm trung gian hòa giải. Niềm vui của tù nhân Palestine được Israel phóng thích Pháo hoa rực sáng bầu trời bờ tây đêm 24 tháng 11 khi Israel trả tự do cho phụ nữ và trẻ em Palestine theo thỏa thuận với Hamas. Người dân bờ tây vẫy cờ Palestine cờ Hamas, gieo hò vang dội khi hai xe chở tù nhân rời khỏi nhà tù Uvda dưới sự giám sát của hai xe bọc thép. Tôi rất vui nhưng tự do của tôi được trả bằng máu của những người Palestine đã không qua khỏi. Marabakir, tù nhân 24 tuổi bày tỏ khi vừa được Israel phóng thích, đề cập đến gần 15.000 người không qua khỏi ở giải gaza. Bakir, người đã bị giam 8 năm cho hay được giải phóng khỏi bốn bức tường nhà tù, thật tuyệt vời. Những năm cuối tuổi thiếu nhi và toàn bộ tuổi thiếu niên của tôi đều trong tù, xa rời vòng tay cha mẹ. Bakir nói sau khi trở về nhà ở Beit Hania, phía đông Jerusalem, đó là cách một nhà nước áp bức chúng tôi. Bakir nằm trong nhóm đầu tiên được phóng thích khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày và trao đổi con tin lấy tù nhân, bắt đầu từ ngày 24 tháng 11. Theo thỏa thuận, Hamas thả 50 con tin, còn Israel phóng thích 150 tù nhân Palestine và tạo điều kiện tăng cường viện trợ cho người dân tại giải Gaza. Các đợt phóng thích con tin và tù nhân dự kiến tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. 39 tù nhân Palestine đã được Israel phóng thích theo thỏa thuận, sau khi 13 con tin Israel được trả tự do. Trong số này có Hanana al Bakhoti, 58 tuổi, người đã bị Israel giam 2 tháng qua. Bà ca ngợi Hamas, lãnh đạo của phong trào và người dân Gaza cầu thánh thần thay chúng con ban thưởng cho họ bà nói nếu không có người dân gaza chúng tôi sẽ không có tự do chúng tôi đã ngậm cay nuốt đắng trong tù họ lăng mạ sỉ nhục chúng tôi nhưng chúng tôi phản kháng luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh tù nhân palestine mặc áo liền quần màu xám diễu hành ở betunia trước sự chứng kiến của người ủng hộ trước khi họ được phóng thích khói trắng tràn ngập khu vực gần nhà tù bởi israel bán hơi cay giải tán đám đông tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ palestine cho hay ba người bị thương do trúng đạn của lực lượng an ninh israel cảnh sát Israel đang ở nhà chúng tôi và ngăn mọi người tới thăm. Patina Saman, mẹ của Malak, 23 tuổi, người bị bắt năm 2016 vì đâm dao một sĩ quan cảnh sát ở Jerusalem, cho biết. Malak đáng lẽ phải ngồi tù đến năm 2025, nhưng bây giờ cô đã trở lại trong sự chào đón hân hoan của khu phố Beit Safafa. Con gái tôi vẫn chưa khỏe, cháu chưa ăn gì từ hôm qua, Salman nói. Bờ Tây nơi Israel chiếm đóng từ năm 1967 đã ghi nhận hơn 200 người Palestine không qua khỏi vì các cuộc tấn công của binh sĩ và người định cư Israel kể từ ngày 7 tháng 10. Theo cơ quan y tế Hamas, quân đội Israel vũ trang hạng nặng đang tiến hành các đợt đột kích vào những nơi người Palestine sinh sống ở bờ tây, dù điều này bị cấm theo hiệp định Oslo mà hai bên đã ký kết. Dù vậy tối 24 tháng 11 vẫn là thời điểm đáng ăn mừng với nhiều người Palestine. Tôi rất hạnh phúc khi được quay về với gia đình, rất vui vì sẽ bắt đầu cuộc đời mới cùng họ, Bakir nói. Tôi cũng rất xúc động khi thấy người nhà hạnh phúc thế nào, họ khóc nhưng đó là nước mắt hạnh phúc.